em biết anh chính là tại vì em bị cắm sừng ấy ạ. À? Có nghĩa là em đang yêu một người đó và rất là yêu, thì vô tình trên đường đi thì thấy anh đấy đưa người yêu anh đấy vào nhà nghỉ. Thực ra là em thích anh này từ lâu rồi. Từ cấp 3 là anh ấy đẹp trai, anh đấy hot boy của trường ấy ạ. Bóng chuyền các kiểu rồi rồi ký túc xá đối diện em, tại vì cấp 3 chúng em học trường nội trú, nhìn trời ơi rất là mê và mỗi lần anh ấy đi qua rất là thổn thức ấy ạ. Nhưng mà mình rất là xấu. Thế là anh cũng chẳng biết mình là ai, chỉ thích như thế thôi. Rồi thôi. Đấy nhưng mình lúc đấy là cũng có chủ rồi nên mình mơ. Mơ rất là trung tình nhưng không phải trung tình với người cắm sừng. Đấy kiểu kiểu đấy. Thấy em ơi thích bi kịch thế. Giống nhau quá. Quá trời phu thê rồi. Hồi giống thiệt luôn nha. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nè. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân, em là Vũ Thị Hà Giang. Đang là tư vấn hôn nhân tình dục học hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó em cũng có kinh doanh mỹ phẩm thực phẩm chức năng ạ. Dạ vợ chồng em đang ở Hà Nội ạ và bay vào đây để được gặp anh chị ạ. Wow, cảm ơn nghe. Cảm ơn Giang. Rồi mời ông xã của Giang. Dạ em tên là Trương Huân Chính ạ. Bây giờ hiện tại thì em đang kinh doanh với vợ. Em sinh năm 91 ạ. Hai vợ chồng là từ Hà Nội vào đây để mà tham gia vợ chồng son. Phải nói là rất là cảm ơn hai vợ chồng. Lý do gì mà các bạn lại gặp nhau? Đó, và lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau nè? Đầu tiên là em biết anh chính là tại vì là em bị cắm sừng ấy ạ. Có nghĩa là em đang yêu một người đó và rất là yêu, thì vô tình trên đường đi thì thấy anh đấy đưa người yêu anh đấy vào nhà nghỉ. Mình mới tự động chia tay. Thì về mình mới list lại kiểu như là người yêu cũ, những người đã từng nhắn tin cho mình. Đó tại vì là cách để quên đi một người nhanh nhất là yêu thêm người khác. Thế là tự nhiên nhắn cho rất nhiều anh thì tự nhiên cái đồng chí này dép lại. Là kiểu như là con mồi rồi. Là cái này là trong cái list danh sách bạn bè của em. Đã từng biết nhau từ cấp 3, thực ra là em biết anh đấy. Em đã biết anh đấy 17 năm. Còn để mà yêu thì hay là đến với nhau bây giờ chúng em tầm 10 năm. Thực ra là em thích anh này từ lâu rồi. Từ cấp 3 là anh ấy đẹp trai, anh đấy hot boy của trường ấy ạ. Bóng chuyền các kiểu rồi rồi ký túc xá đối diện em, tại vì cấp 3 chúng em học trường nội trú, nhìn trời ơi rất là mê và mỗi lần anh ấy đi qua rất là thổn thức ấy ạ. Nhưng mà mình rất là xấu. Thế là anh ấy cũng chẳng biết mình là ai, chỉ thích như thế thôi. Rồi thôi, rồi bắt đầu thời gian xô đẩy, bắt đầu vào sinh viên cũng biết làm đẹp một chút. Thế là chụp ảnh 50 bức, chụp 50 chọn 10 lấy 1, up lên Face thả thính dai. Đấy cắn câu ạ, cắn câu cũng nhắn tin. Đấy nhưng mình lúc đấy là cũng có chủ rồi nên mình mơ. Mơ rất là trung tình nhưng không phải trung tình với người cắm sừng. Đấy kiểu kiểu đấy ạ. Đấy, em ơi thích bi kịch. Ê. Còn em thì sao? Lướt Facebook thấy ai xinh thì em nhắn sang. Xong rồi ai nhắn lại thì em nhắn. Vô tình là cô này cố nhắn cho mình thì mình reply lại đúng không? Thế nhưng mà em có biết là ngày xưa bạn này đã từng thích không? Mình không, em không biết. Thanh niên thì cũng đi tán gái thôi, cứ yêu 5-3-7 đứa một lúc cũng được. Cái em nào xinh là mình đúng, nhắn thôi. Đúng, em nào xinh thì mình nhắn. Ta cứ làm mèo thôi, cứ gặp mỡ ở đâu đưa thì là ta xử thôi. Thì đến bao lâu thì hai đứa mới gặp nhau ngoài? Tin thì nhắn tin lại được 2-3 tháng gì đấy. Xong rồi khi mà bảo yêu thì bảo ra Tết mới gặp, thì hôm đấy vừa nói là thích một cái thì em đi xe lên Thái Nguyên luôn. Anh học viện tài chính ở Hà Nội, còn em học kinh tế ở Thái Nguyên. Cấp 3 thì cùng học ở Thái Nguyên. Đó, vừa hai đứa có dắt díu nhau đi đâu chơi không nè? Thực ra là cũng nhìn cũng giống ở trong ảnh. Nó xấu hơn một tí thôi. Nó xấu hơn một tí thôi. Mắt thì một mí lúc ấy. Đúng. Nhưng mà được một cái là da trắng, tại vì em rất thích con gái da trắng. Kiểu ngày xưa cũng nghĩ là thôi, xấu một tí cũng được, da trắng là được. Sau này có thể là sửa được hết, mỗi da là nó khó sửa. Thì ra đấy đón em thì về phòng thôi, về phòng thì lại mua cho tiếp người yêu một lon bò húc, nhưng mà bò húc giả. Thì em không biết đó là bò húc giả, thì tạp hóa thế nào thì em mua như thế rất là nhiệt tình. Thì cứ nghĩ là đàn ông cần tăng lực sinh lực thì cần húc, thế là em cứ mua thôi. Là không có một cái ý gì hết. Không có một ý gì hết. Đêm đó thì chưa làm gì anh ạ, kiểu bây giờ mình mới. Lần đầu còn ngại anh. Ôi, chung một phòng thế mà thanh bạch như thế luôn. Vâng. Lúc đấy em nghĩ là trời ơi tại sao lại có người đàn ông tuyệt vời như vậy. Dựa mạnh dạn đoán đêm thứ hai. Không, đêm thứ hai thì chắc chắn là dính đòn rồi. Chắc chắn là dính đòn rồi. Cái hôm thứ hai thì cũng đi ăn thì là thôi hai đứa đi ăn ốc. Thế là em có rượu bia gì không? Dạ không. Không rượu bia hôm đấy. Ốc mấy nghìn đấy nhỉ? 16.000 một đĩa. Ăn bánh trôi cái thì là cả đấy cũng bảo ăn được đĩa ốc thế đi. Thế là anh kêu đau bụng đi về. Anh đau bụng. Thì em cứ nghĩ là do ốc lạnh bụng. Thế rồi đi về. Xong đi về. Đi về thì cái gì đến thì đến thôi. Thật ra là không đau bụng mà đau dưới bụng. Vâng, đau dưới bụng. Thực ra là hôm đấy rất là ngại, tại vì là em nghe lời bạn thân của em thì nó mới đi triệt đấy. Thế em cũng tự lấy dao cạo đấy, nhưng mà bạn đẻ bị cắt đi. Bạn em đi đẻ thì bạn em bác sĩ cạo cho nó tặng, thì bạn bảo mày ơi làm cái này đi thích lắm, thì em thì em cũng làm mặc dù em chưa đi đẻ. Thì đúng cái lúc mà anh ấy lên là nó giai đoạn luôn phún, nó cứng ấy, nó đau, thế là rất là ngại, mặc dù cũng rất là thích nhưng rất là ngại, kiểu như là lý trí với con tim nó đấy rắc xé, nhưng mà cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Xong rồi em mới hỏi tại sao mình hôn rồi mà mình xa rồi mà sao không cho mình xả ông giấy. Xong rồi về sau mình mới biết hóa ra là cô ấy đi cao.
Nhưng mà xong cái đêm đó thì hai đứa cảm thấy hợp nhau không? Vâng. Hợp ạ. Chắc là bắt đầu cảm thấy yêu nhau đúng không? Vâng, vâng. Không còn nghĩ đến chuyện mà chơi bời nữa, kiểu như là lúc đấy vẫn nghĩ là chơi bời thôi. Vẫn nghĩ chơi bời xem có thử. Cả hai đều nghĩ. Vâng, thử xem có hợp không ạ? Rồi đến bao lâu thì mới xác định rằng là xác định phải thì xây dựng một cái mối quan hệ lâu dài? Xác định thì cũng lâu ấy, tại vì tính em thì toàn kiểu hay kiểu đi chơi mới lại nhậu nhẹt nhủng các thứ thôi ấy. Thì cũng hai đứa yêu nhau cũng chưa bao giờ đi xem phim này, chưa bao giờ đi uống cà phê, hay là chưa bao giờ đi gọi là uống nước. Nên là nguyên là cứ hai đứa ở quán nhậu thôi. Em quen với bạn này thì là em còn mấy ấy nữa? Giang là đứa thứ 7 sao ấy. 6 bạn tên Linh. Đâu, Phương với Linh. À Phương, Linh. Đấy, bây giờ lại nói ra Phương. Một lúc luôn ấy. Dạ. Mà bạn mấy bạn đó là ở Hà Nội hay là rải rác khắp tỉnh thành? À Hà Nội. Hà Nội là 6 người, thế bạn này là người thứ 7 ở, ở tận Thái Nguyên. Vâng. Đấy, thế thì em chia lịch thế một ngày một đứa à hay sao? Thì lâu lâu mới gặp một người ấy. Cuối tuần là lên bé này trên Thái Nguyên rồi. Thế còn dạ, từ 2, 3, 4, 5, 6 thì là Phương với Linh. Thế thì sức đâu mà chịu cho Phỉ? Em cũng không biết tại sao sức em nó khỏe đấy. Hèn gì mà rành bò húc đấy em. Nhìn lon bò húc biết ngay hàng nào hàng giả, hàng nào hàng thật. Thế đến tuần lễ thứ mấy thì em cảm thấy là em bắt đầu yêu con bé này. Và em từ từ em làm rơi rụng 6 cái mối quan hệ kia. Hai tháng thì gần như bỏ hết rồi. Trước là tính em là cứ kiểu yêu ai mình cũng kiểu yêu chơi bời các kiểu thôi ấy. Thì là xong rồi lại thôi ấy, quen một hai tháng thôi, quen một hai tháng không thôi ấy. Xong tự nhiên lần đấy mình lại thấy mình thương cô bé này này. Cô bé này không bao giờ đòi mình đi xem phim hay là đòi mình đi uống nước các kiểu. Thế là không mè nheo đúng không? Đúng rồi. Hai đứa mà hôm nào mà rảnh quá không đi đâu chơi, không đi đâu thì hai đứa lại tự rủ nhau ra quán bia, thế là uống say hai đứa rủ nhau về. Thế là hợp gu đấy, kiểu hợp cả. Thế còn em sao? Em sao thì em yêu anh này? Tại vì là khi mà em yêu ai hay là em xác định cưới ai á thì là em cần người đấy hiểu em. Và hiểu hoàn cảnh của em. Tại vì là em sinh ra thì chỉ có mẹ. Bố em đi với người khác. Nên là cái nỗi đau mà nhà chỉ có hai mẹ con thiếu vắng hình ảnh của cha em sẽ không bao giờ quên. Và mẹ em thì vừa là mẹ vừa là cha. Và em cũng đã từng có những mối tình và người ta cũng coi thường em là không môn đăng hộ đối hay là không xứng hay là tình lệ nhà nghèo. Mặc dù lúc đấy em có thu nhập đăng 300 triệu 500 triệu một tháng nhưng mà em không có sâu ra. Và khi mà anh ấy đến thì anh đấy rất quan tâm mẹ em. Và em cái đấy khiến cho em cảm thấy rằng là em chọn đúng người. Tại vì anh ấy mà quan tâm mẹ mình thì dù mẹ mình có thể thế nào chăng nữa thì chắc là anh ấy cũng sẽ yêu thương mình. Tại vì là cái hiếu rất là quan trọng với em. Và đấy là lý do mà em chọn nghiêm túc lại với anh ấy, không chơi bời nữa. Và đấy cũng là cái lý do mà em làm về vấn đề chuyên gia tâm lý, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, tình dục học. Cái giai đoạn mà các em yêu nhau cho đến lúc mà cưới nhau á thì nó rất là đẹp. Và nó không hề có những cái sóng gió. Nó không có cái chuyện gọi là chia tay hay là chia tranh gì hết, đúng không? Có một lần cãi nhau đỉnh điểm. Đó là cái lúc mà anh đấy cũng là đàn ông thì anh đấy ra trường rồi thì cũng cần việc làm. Lúc đấy em cũng có kinh tế rồi thì em lại không cần người đàn ông có sự nghiệp, mà kiểu như là cái vấn đề tiền bạc của em không phải lấy vì người ta giàu mà em lấy vì con người thật của người ta. Đợt đấy thì anh ấy cũng có dừng lại, tạm thời dừng lại vài tháng. Thì em cũng có đi với bạn bè đi chơi và có gặp nhau ở Hà Nội. Thì gặp nhau ở Hà Nội thì hẹn nhau khách sạn, nhà nghỉ. Nhưng mà vẫn dùng rằng đấy, và lúc đấy có cãi nhau rồi em bực quá em mới bảo là đưa em về Thái Nguyên, đưa em bến xe. Thì theo bình thường là người ta con gái nói có là không, khóa chặt cửa đi, giữ em lại, ôm em đi. Đây em bảo đưa em về, đứng dậy mở cửa đưa em về luôn, thanh toán tiền phòng luôn, bắt em ra bến xe luôn. Cày chứ. Đang đi lên xe đau lòng đúng không? Vâng, thế là cái bạn lễ tân ô chị vệ ra nhanh đấy ạ, nói cay phát nữa. Thế lần đó là giận nhau bao lâu? Gần tháng, xong rồi đến sinh nhật mà. Thế lúc em bực quá hay sao, như thế nào? Hay không phải, tại vì em chỉ nghĩ bình thường là khi người con gái của mình nói bảo như nào thì mình làm theo ấy, không làm là theo thật thà đúng không? Đúng rồi, thì mình là thật thà ấy. Nếu mà mình không làm theo thì lại bảo là anh thế này thế kia. Thế mình làm theo thì nó thành như vậy. Ủa nhưng mà mình nghe lời ấy. Bây giờ mình vào cái chồng son xong rồi sau đó phải stop lại mà delay cho tới giờ luôn. Là cái trận đó là trận gì? Vợ chồng em nhiều lúc không có cái gì, vợ chồng em cũng tạo ra cãi nhau cho nó vui cửa vui nhà ấy. Tại vì khi mà anh ấy cãi nhau anh ấy sẽ đi được với bạn em, ở nhà chỉ có em hậm hực thôi. Cái đỉnh điểm của cãi nhau của 3 năm trước đó là người yêu cũ. Của ai đó. Kiểu như dù không yêu nữa nhưng vẫn là bạn đi ạ. Lắng nghe xong rồi cũng chắc là có đi nhậu. Thế là vô tình em biết được. Thế là hôm đấy nó kiểu như tức nước vỡ bờ ấy ạ. Ngày mùng 2 tháng 8 năm 2022 âm. Trời ơi nhớ kỹ quá. Mà âm có chữ âm nữa nha. Vâng, vào lúc 2 giờ sáng. Đấy, em gọi về không được, em ra quán bia em tìm không được, em ra quán karaoke tìm không được, em nhắn tin lên nhóm công ty, bạn trợ lý nào ai mà đưa anh ấy đi các thứ. Em rùm bia lúc đấy kiểu không ngăn nổi lý trí của mình nữa rồi. Bây giờ mình biết là mình hơi ngông một tí. Rồi em gọi được anh ấy về, cái việc đầu tiên là em ba máu sáu cơn nào.
bóp một phát, bóp một phát, đánh luôn, đánh luôn. Lần đầu tiên trong cuộc đời ạ. Vẫn tại nhà. Tại nhà, lan can ạ. Em tát bên phải răng bên trái rơi. Em tát bên phải răng bên trái rơi. Đánh răng luôn hả? Thì vợ em nó có võ à? Chứ đâu có đánh răng đâu có phải đơn giản em. Lúc nó răng giả răng thiệt vậy? Răng răng giả răng bọc ấy, em cũng làm răng rồi thì là răng bọc nó bay ra. Lúc đó chắc tỉnh luôn rồi đúng không? Không, lúc đấy là em cũng biết là nó đau nhưng mà em không biết là rơi gì, em lại tưởng rơi kính. Xong rồi đến trưa hôm sau ăn cơm thì xong rồi lại say đi ngủ, trưa hôm sau ăn cơm thì dậy ăn cơm mình nhai mình bảo à hôm qua là rơi răng không phải rơi kính. Biệt thự 6-7 tầng nên là cho người đi kiếm không thấy nổi, không biết răng rơi ở đâu. Ừ. Nhưng mà lúc đó em phản ứng rồi, sao có đánh lại không? Có tỉnh luôn rượu không hay như nào? Có tỉnh. Ba hồn chín vía phải tỉnh rồi chứ. Nhưng mà điều gì làm cho em dừng lại không làm phát bên kia? Em sợ anh ấy đánh lại. Em sợ anh ấy đánh lại. rất đơn giản sợ bị đánh lại. Em là mũi rồi sợ lệch các kiểu. Em cũng sợ răng em rơi nữa nên thôi. Em là anh định nói đó nghe, cũng may là mũi của nó là mũi thiệt đó. Chứ mũi giả là quơ một cái luôn là vẹo cái sống mũi luôn. Rồi bây giờ tới cái phần quy tật xấu đi. Em chỉ thấy có mỗi hay nóng tính thôi. Tật xấu thì em cũng không thấy có. Nóng tính là thấy rồi đó. Là không cần nói nữa là mình cũng hiểu được. Vậy thì em mong muốn bạn thay đổi điều gì? Em thì em chỉ muốn là bớt nóng đi, cũng nghĩa bình tĩnh. Cái chuyện gì thì làm việc về công việc hay là cuộc sống hàng ngày cũng thế, mình nên điềm tĩnh lại để nhìn nhận cái sự việc ấy, xong mình làm việc thì nó sẽ dễ hơn. Thì là bây giờ tới em đó. Anh ấy nhu cầu rất là cao, nhiều lúc khiến cho mình cũng không đáp ứng được ạ. Ngày xưa lúc mà chưa có con thì ok, nhưng mà khi có bạn thứ nhất rồi bạn thứ hai rồi là các công ty, các doanh nghiệp của mình nữa, và mình cũng là người điều hành lãnh đạo và cũng rất là nhiều đối tác, và vừa sự nghiệp vừa gia đình vừa con cái, có quá nhiều chiếc áo khoác lên người ạ. Đó, và có quá nhiều mặt nạ ở trên người phải gỡ dần rồi về đến nhà thực sự là rất là mệt. Đó, thế là nhiều lúc mình cũng rất là muốn được nhẹ nhàng, nhiều lúc mình cũng rất là muốn được chiều chồng. Đó, tuy nhiên là chưa kịp, hoặc là anh ấy nhu cầu cao quá, một đêm 2-3 lần, hoặc là gần như ngày nào cũng phải. Thực ra là em yếu nên là em mới cho ra đời những cái dòng sản phẩm ở công ty, em giải quyết cái vấn đề nỗi đau của mình. Đó, rồi khi mà em thấy anh ấy gặp vấn đề, đó là sao? Đó là tự nhiên một ngày đẹp trời, đấy, thấy trên mạng quảng cáo hay quá, vui quá, rồi đi cắt luôn cái đầu bao tải của mình đi. Đó, cắt đầu bao tải, thế là tự nhiên là bị niêm phong cái khu vực đó. Thế là 1 tháng rồi 2 tháng gần 3 tháng chỉ tự tiêu nó không lành. Đó, thế là tự nhiên cáu vợ, không giải quyết được ấy ạ. Thế thì cáu vợ, thế là tự nhiên bị ăn mắng, tự nhiên bị cáu vô cớ. Rồi cái thứ ba nữa, nếu mà được tốt hơn thì hạn chế nhậu, dành thời gian cho các con nhiều hơn. Anh ấy nhậu quá nhiều đối tác và bạn bè thì vì cũng tập trung vào doanh nghiệp sự nghiệp mà, nhưng mà em rất là thương anh về cái sức khỏe. Tại vì sau này mà có tất cả nhưng mà sức khỏe không có thì rất là thiệt. Thực sự là ngày hôm nay anh nghe chia sẻ của em thì phải nói là rất là chúc mừng hai vợ chồng. Điều đầu tiên là hai vợ chồng hợp với nhau. Và cái nữa là trong công việc cũng là có được một sự thành công nhất định. Đã cơ duyên đến đây rồi thì anh muốn hai vợ chồng đẹp đôi này có một cái điều gì đó đặc biệt với nhau. Hành động đi nào. Chính chủ động đi chị ơi. Tạo Giang đứng lên nào. Trời ơi đẹp đôi quá hai vợ chồng. Hai đứa cứ như son vừa mới cưới hôm qua ấy nhỉ. Cảm ơn em đã ở bên anh và khóc rồi kìa. Như nhau hai đứa con. Cảm ơn em đã sinh cho anh hai đứa con rất chi là ngoan và biết. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến, đã xuất hiện để cho em hoàn thiện tốt cái vai trò hiện tại. Vợ là mẹ, em sẽ học hỏi hơn. Anh chúc cho hai vợ chồng sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa kìa. Hai em ngồi. Chào hai bạn có thể giới thiệu về mình. Em tên là Thu Thủy, hiện tại đang là nhân viên văn phòng. Dạ em năm nay là 29. Rồi còn em? Dạ em là Duy Vũ, em là nhân viên ngân hàng. Hôm nay em 32 tuổi rồi. Vũ và Thủy, hai bạn quen nhau thì trong trường hợp nào? Rất là tình cờ, hôm đó là em có người bạn hẹn đi ăn và một người bạn cũng là bạn của Thủy. Thì Thủy thì đến sau, còn em nhóm bạn đến trước. Thì sau khi Thủy đến thì thấy mọi người trên bàn cũng một chai bia hết. Thì vô thì kêu lên bia. Tại em đâu có biết đâu, em thấy nguyên bàn bia không, em tưởng là toàn bợm giống em. Nên là em vô, ok mỗi người lên chai đi, vào 3 ra 7. Thì em uống hết 3 ly mà anh này uống một chút xíu. Em thì bất ngờ nữa, trời son gái mà máu kìa. Cái bắt đầu hỏi tuổi thì sinh năm bao nhiêu, sinh năm 86. Cái nói thôi rồi lại không hợp. Tại vì em trước đó có quen hai người cũng 86 mà cũng và lúc đó anh cũng mắc cười lắm, anh nói em vậy là quá tam ba bệnh thôi thì chúng mình bất chấp hết yêu nhau đi. Xong rồi cái em kêu cái ông này vớ bệnh vậy. Hồi nãy nghe Thủy nói gì là em tưởng là ai cũng là bợm nhậu giống em, bộ Thủy nhậu nhiều lắm hả? Dạ không, em thì uống sơ sơ thôi chứ không có bợm nhiều, nhưng mà có điều là em nói vui vậy thôi chứ cũng khoảng chừng 5-7 chai thôi. Vậy á. Vậy là không phải bợm đâu. Uống ít ghê á.
sau cái buổi hôm đó chị nhậu xong thì Nguyên Ben kéo nhau đi chơi. Đi chơi thì anh này vô trong chỗ nhảy nhót á, thì cũng nhạc dập dình xong uống bia vô xong rồi khoác tay lên vai em. Em đẩy ra. Chị bình thường, tại vì em nói ông này dê. Nó gần quá rồi em khoác tay lên thôi. Cho ông ơi. Dạ. Nếu là em khoác hay là bia khoác? Có lẽ em cho bia. Bia đúng không? Khoác đúng không? Thì không biết uống bia mà, uống xong rồi giờ thấy ai cũng là khoác hết. Rồi có phải vì lý do đó mà ghét ông này không? Cũng một phần anh, nói chung là em cũng chẳng ưa ông này từ đầu rồi. Đến khoảng 2 tuần hay 3 tuần sau đó, có một người bạn trong nhóm thích anh chàng này mà cũng đâu biết đâu. Thế kêu em gọi điện thoại cho anh này đi uống cà phê đi. Thế là em gọi điện thoại cho anh này ra uống cà phê. Do cái người kia thích em cũng không có để ý gì hai người đó hết. Nói chung là anh này ảnh dạy gái lắm chị ơi. Gọi dạ. Cái là đi liền à. Dạ. Mặc dù là không để ý nhưng mà cứ gọi là đi đó. Dạ, thì gái gọi là đi. Em hỏi nè, nhưng mà lý do gì sao mà đang ghét mà lại chuyển hóa thành yêu? Có một ngày vô tình anh này bị trúng thực, mà em thì là đi học nghiệp vụ trên Sài Gòn. Thì em đi Sài Gòn thì đi ngang qua nhà anh này, thế là anh này mới nói em ơi mai có rảnh không cho anh đi ké lên Sài Gòn đi. Thế ok, em là người tốt bụng mà chị. Dạ cho nên là em cho đi giờ. Ủa nhưng mà mới đầu là em ghét bạn này. Dạ đúng không rồi. Mà qua cái việc mà bạn đi nhờ xe, bạn bệnh hoạn vậy đó, thì tự nhiên em rủ lòng thương. Dạ em thương người chị. Tức dạ. Là còn bạn thì này có thương bạn này từ đầu lời anh mà chị. Thì ban đầu cái em cũng cũng có cảm tình, cái thì tự nhiên thấy người tốt xuống nhà chở đi ấy mua thuốc cho mình. Cái em mới mời bạn này về nhà, cái mẹ em mới nói ủa này là anh nhỏ mà nấu chè đậu xanh nha đam hả con. Trời, anh đứng anh giật hai cái lông mi anh bật trước mặt mẹ anh vậy nè đó. Xong rồi cái em nói anh chàng này có vẻ không ổn rồi. Thế tí nó đem kêu nhỏ nào mà nấu chè đậu xanh nha đam nhỉ. Cái người mà thích em trong nhóm bạn người này thì em không mấy, thì lúc quen người này xong em cũng không dám mấy nữa. Rồi hai em quen nhau thì đến bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? 3 tháng. Còn... ủa 3 tháng hả? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là tổng thời gian quen nhau là được bao lâu? 3 tháng. Ủa trời. Mọi người thấy thời gian này 3 tháng là nó lâu hay là nó nhanh ta? Dạ có người thì trong một ngày người ta hôm sau người ta quyết định cưới, còn em 3 tháng chắc cũng có thời gian dài á. Nhưng mà theo tiếng gọi của ai? Dạ theo tiếng gọi của ai hay là theo một cái lời đề nghị của một bác sĩ nào đó? Dạ không, em hiện tại bây giờ chưa có em bé anh cho nên là không phải bác sĩ nói. Dạ thứ hai đó là như anh nói rồi. Thôi thì em cũng già mà anh cũng lớn tuổi rồi, thôi hai đứa mình cứ vớt đời nhau đi em. Rồi xong đó là về cái quyết định cưới luôn nhà. hai ba tháng là cưới luôn. Dạ thôi. Tụi em là đã kết hôn được bao lâu rồi? 10 tháng. Hôm nay là đúng 10 tháng. Ở là ở bên nhà của? Dạ em ở bên nhà chồng em được khoảng chừng 3 tháng là em xin ra ngoài. Ra dạ riêng. Tại em thì em không chịu nổi. Sao vậy? Có phải là do cái nhà em thì nó nằm mặt tiền đường á, xe cộ đi qua lại. Thì nửa đêm lần đầu tiên vợ em về em nổ cái xe tải nó chạy xuống dốc đó, nó nổ bánh xe nổ cái đùng cái vợ em hoảng hồn vô la lên lùm xùm đó. Em nói thôi em sẽ ngủ tiếp đi, nổ bánh xe không sao sao mà hả em, sao em ngủ được? Em trước giờ ở một cái nơi thanh tịnh nó quen rồi. Khi mà về đó là vừa gặp trời nóng nè, sốt nè, rồi á hả xe bánh xe nổ bánh, em không thể nào em ngủ được. Thế là em phải xin phép mẹ chồng cho em về nhà. Em cưới xong về nhà chồng là em xin mẹ là cho em về nhà mẹ em tịnh dưỡng. Em tính ở nhà mẹ em luôn. Em không về nữa em chịu không nổi. Xong anh lên nói thôi em ơi lấy mèo nấu chó thôi đi về nhà anh đi. Thế là phải đi về thôi, mẹ em cũng đuổi về, mẹ em đâu cho ở nhà em đâu. Khổ lắm, đi lấy chồng mà bị đuổi nó hắt hủi. Rồi em xử lý như thế nào khi mà em gặp những cái tiếng ồn như vậy? Đêm đó em ngủ kiểu gì? Cho vợ em hai cái gì nhét vô tai. Dạ chồng em hôm trước vậy hôm sau tặng vợ hai cái đồ nhét lỗ tai. Xong bắt đầu em phải quấn chăn xung quanh cái đầu em. Chừa cái lỗ mũi để thở thôi. Trời ơi. Thì cái thời gian chừng 2-3 ngày đầu thôi. Riết là cái nó làm mình mệt, cái mình ngủ lúc nào mình không biết luôn. Rồi bây giờ ở với nhau là 10 tháng rồi. Dạ. Thì em có phát hiện và vỡ mộng ở điều gì ở ông chồng em không? Trời ơi có cho anh nhiều lắm. Nhiều dữ không? Trời ơi, tật xấu của chồng em là bao la. Sau 1 tháng kết hôn em phát hiện là chồng em chơi game. Nửa đêm dậy lấy cái chăn chùm lên đầu, chùm luôn cái láp để cho cái ánh sáng nó khỏi phà vào mặt em. Mà đêm thì em ngủ là cái tật em là phải giang tay giang chân gác. Tự nhiên cái hôm đó cái em gác em thấy ủa sao không có ai hết trơn á. Em bật đầu ra thấy nguyên đống lù lù đằng trước mặt em, phát hiện được em la làng lên. Cái game mình mấy trò đó hồi xưa giờ em chơi giờ giống như nó cũng khó bỏ. Thì hứa với em là trời ơi, anh hứa với vợ anh sẽ bỏ. Anh không chơi nữa. Vài ngày sau lại phát hiện ra chơi tiếp. Có nghĩa là em không đồng ý ảnh chơi game là bởi vì không có cái đồ để cho em ôm với em gác đúng không? Không hả? Dạ không, cái đó chỉ là một phần thôi chị. Cái phần quan trọng đó là em sợ chồng em sức khỏe nó không có được ổn định. Đêm đến mà không có lo ngủ mà lo đi chơi, cái đó là không có tốt. Rồi ngoài cái đó ra thì chồng em còn mê gì nữa không? Đánh bài anh. Cứ tôi cuối tuần là bỏ vợ ở nhà bơ vơ. Thứ chiều thứ bảy chủ nhật thôi. Chứ không qua là gì hết. Tức là đánh từ chiều thứ bảy qua tới chiều chủ nhật luôn. Dạ không. Nội đánh cái đó là em cho ra khỏi nhà rồi chị. Đánh mà cứ ngày thứ bảy là đi làm có nửa buổi thôi, nửa buổi còn lại là chứ chồng còn nhiều việc lắm phải giải quyết.
Xong rồi ngày chủ nhật ấy về nhà mẹ đi đánh bài. Xong rồi em mới phát hiện em xuống tận nơi em bắt quả tang. Sao tận tay dây tận trán dạ, luôn. Dạ đúng rồi, em về cảnh cáo liền. Xong cũng lại hát bài hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều. Ừ, dạ. Thế vậy như em đánh vui chứ không có gì hết, bạn bè thì giống như hồi đó gom tiền đi mua bia mà nhậu hết. Em thì chuyên ăn mồi chứ không có nhậu được. Như đó là một cái cách mà hùng tiền đó mà. Dạ. Đúng không? Dạ, vậy thì thôi người ta hùng đại người ta nhậu luôn đi, người ta về đỡ mất công ngồi từ sáng đến chiều đánh bài xong hùng vô rồi vui. Nhưng mà này, có lần nào mà khiến mà em bực dọc lên mà em đòi phải là chia tay vậy? Có chứ anh, trời ơi, hai lần luôn. Em còn gọi mẹ chồng em ra nữa mà, em nói đó mẹ coi đó, anh vậy đó thôi chắc con không sống được anh rồi, chúng con sẽ đường ai nấy đi, má đừng có trách con nha, con không có bảo vệ được anh nữa đâu. Thế là em mới về viết đơn xin ly dị. Em để trên bàn kêu rồi ký đi cho tôi còn đi lấy thằng khác. Trời ơi. Rồi lúc đó thái độ chồng em. Em đâu có ký đâu, em sáng ra em thấy cái đơn em đọc thôi em cũng tỉm cười. Mày nghĩ sao ký trời. Cái em ghi cho mấy câu, ngu gì ký, ký gì ai nấu cơm chắc đổ. Trời ơi, ngu gì ký. Anh chị thấy đó, chồng em á là vậy đó, nhây đó. Mỗi lần mà em điên lên, em tức lên á, em đập đồ chồng em. Trời ơi. Vậy luôn sùm cái nơi đụng đâu ném đó mà đụng toàn đồ em không chứ không phải đồ vợ em. Rồi vậy thì vợ em có những cái tật xấu gì không? Thứ nhất là hay nóng tính, rồi la nói sùm, cứ về nhà cái hở gì cũng la, sáng làm gì từ từ, làm gì mà la mà anh la. Em nói thật với anh chị chứ chồng em á nói một lần không bao giờ nghe đâu, nói hai lần không bao giờ nghe thì... phải lần thứ ba em phải gào lên như là con thú điên á mới nghe. Thì cứ gào thét lên thì em cũng tức. Nhưng mà cái tật xấu nhất của vợ em là gì? Chuyên gia lục bóp, với lại thấy tiền lẻ đâu lâu là lụm hết. Lụm hết tiền lẻ? Ủa sao lại lấy tiền trắng đi em? Tiền trắng là tiền để ngoài chị. Tiền trắng cho em để em lấy. Mà gom tiền lẻ rồi ha. Tiền lẻ là khoảng 500 với 200. Không, tiền là bên ngoài. Còn tiền anh là dùng bên ngoài là em gom, còn tiền mà ở bên trong bóp là em rút. Dạ, giữa ví dụ anh để chừng 3 tờ 500 với lại mấy tờ 200 là em sẽ rút một tờ 500, một tờ 200. Em mới thắc mắc, ủa sao tiền mình đâu có làm gì đâu, nó mất dần dần. Ban đầu em đánh dấu, cái để trong cốp vậy bộ ấy. Thế vừa ấy xong cái hồi em lên, thế nào cũng em biết. Mở ra, ủa đâu rồi, cái rồi lòi ra rồi. Giấu tiền trong cốp xe á mà em đâu có tha đâu. Em mà thấy trong bóp có là em vô trong cốp em lấy. Em phải lục hết tất cả mọi thứ. Tại vì người ta nói rồi, thành thật trước bình minh đi thì chẳng có lỗi gì. Ai biểu không thành thật thì em. Còn quản lý chi tiêu bây giờ chính là em hả? Dạ em, chính là em. Anh làm bao nhiêu là mỗi tháng là bao nhiêu là không quyết định? Không có đưa hết anh ơi. Hồi trước là đưa 3 triệu, xong em làm quá bắt đầu phải đưa lên 5 triệu á. Chứ còn nữa, thực tế là bây giờ thẻ của anh tới chục cái thẻ mà em còn không biết cái thẻ nào với thẻ nào. Anh không cho em biết đâu, mà mấy chị dâu của em nói là thằng Vũ nó làm nhiều tiền lắm á, mày lo mày quản lý nó đi, không thôi con khác quản lý nó đó. Thì em cũng lo cho chồng em thôi, em mới quản lý giùm thôi, mà chồng em trách em là hay lục bóp á. Chuyện của chồng làm ăn là thẻ của chồng, vợ không có việc gì mà phải biết hết á. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi của em ở chồng em là gì? Bớt chơi game với lại bớt đánh bài, đánh bạc tụ tập đi. Cái thứ hai nữa là thành thật trước bình minh về tín độ tiền bạc chi tiêu. Thì em có đủ số tiền để mai mốt xây nhà làm riêng chứ đâu thể nào đi ở trọ hoài được. Đúng không anh chị? Rồi còn con cái sau này nữa. Rồi bây giờ mong muốn tụi em thay đổi điều gì? Bớt nóng tính, bớt lục bóp. Thì chồng cứ thành thật đi, vợ sẽ không đi gom nữa. Thực ra chị thấy ở cái thời điểm này á, cái chuyện mà mình bắt chồng mình á thành thật cái chuyện mà tiền bạc á, thì giờ em thử thay đổi chiến thuật đi. Có nghĩa là cái điều em muốn á, sau này mua nhà hoặc là xây nhà để lo cho con, đúng không? Thì bây giờ em giao trách nhiệm đi. Trước khi em có con hoặc là anh muốn em có con thì tụi mình phải có một căn hộ. Anh cứ việc giữ cái tiền của anh lo cái việc đó. Thì chị chỉ khuyên tụi em á, là em cứ nhớ cái câu ông bà mình nói á, là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đó, có nghĩa là em cứ xây cái nhà đi, rồi em giao cái nhà đó cho vợ em để vợ em quán xuyến, đúng không? Dạ, yeah. Rồi cảm ơn em. Chào anh Quốc Thuận. Em xin được chào mẹ Mai. Mẹ Mai Hường Dân. Dạ. Em là Phạm Anh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện là em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ. Ủa nhưng mà là sao con rung dữ vậy? Con không có việc gì con phải rung hết trơn á, con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Ủa nhưng mà cái đợt mà em đóng gạo nếp gạo tẻ là em phải bay vào trong này em đóng đúng không? Đúng rồi. Bay về Hà Nội. Dạ. À. Lúc đó thì em còn song song em còn quay phim Cả một đời ân oán nữa, tức là em song song quay hai phim cùng lúc. Cả một đời ân oán luôn cái lúc đó đó. Rồi, cực ha, hai năm trời. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Vận ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Diễm Quỳnh ạ. Em 21 tuổi, em quê ở Lai Châu ạ. Lai Châu. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Con cứ việc gọi cô bằng cô cho giống chồng đi, coi như gái phải theo chồng. Đó. Con muốn gọi chú Thuận cũng được, anh Thuận cũng được, không sao cả. Nghe gọi sao chú cũng nhận hết á. Quỳnh là nhiêu? 21 tuổi. 21 tuổi ạ.
Bé này là 33 tuổi. Chà, lớn nhau sắp sắp có hai con giáp, một con có giáp một con giáp thôi. Sắp sắp có một con giáp nè. Đó, chính xác thì là 32 tuổi ạ. Nếu tính tuổi mụn là 33. 32. Là 11 tuổi ạ. Nhưng mà có 11 thôi, đúng không? Xít một con giáp. Thì đó sắp sắp một con giáp đó. Thôi cứ nhận đại đi con, vấn đề gì. Không sao cả. Miễn sao mà coi như là hợp nhau. Nhưng mà Tuấn nó trẻ. Trẻ quá. Tuấn trẻ lắm. Chà, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Em đoán đó chị. Sao con nói quen trong đoàn phim, nghĩa là Tuấn nó đi quay phim, bé này là lúc đó là chỉ mới có trợ lý make up thôi, và ổng đang ngồi make up thì thấy con bé trợ lý dễ thương quá, và lúc đang quay thì con bé này ra dặm mặt dặm phấn thấm mồ hôi, thế là bắt gặp ánh mắt và tia lửa điện xẹt 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 và thích nhau và cua nhau và quen nhau luôn, đúng không? Tụi con chỉ cần nói đúng hay sai thôi, đúng không? Không đúng ạ. Đấy, em coi như em bị tước bằng. Mới được có cái bằng cầm trong tay là chưa được nóng thì là anh bị giật lợi rồi. Lấy bằng ở luôn. Lấy lợi luôn. Đâu sao bây giờ hai đứa quen nhau, kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào gặp nhau? Cơ duyên hai em gặp nhau thì hồi đấy là em có đi làm một chương trình event. Thì lúc đấy em cũng nhờ qua bạn bè để book bạn make up. Thì lúc đó thì vô tình là cũng book phải vợ em. Thì lúc đó thì cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều ạ. Bởi vì là vợ em đeo khẩu trang, make up. Chỉ thấy là bạn ấy rất là trẻ, bạn rất là cao. Và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Thì sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Nhưng mà cô hỏi này, cái hôm mà bạn make up cho con á là đẹp không? Coi như là hôm đó con xuất thấy xuất sắc không, đúng không? Đẹp make up cho Tuấn á. Đúng rồi, make up mặt nó rất make up đẹp xuất sắc, tại bạn này là thuộc loại là make up theo kiểu mà ạt luôn á. Dạ. Vậy đó. Thì là con đầu tiên là con cảm thấy con vừa là thấy là con thấy sung sướng đúng không? Đẹp này. Chưa nữa nè. Ánh mắt của bạn ấy lúc mà make up vô đó thì là nhìn rất là hấp dẫn. Dạ. Nhưng mà lúc mà make up cho con thấy phê không? Khi mà cái tay bắt đầu. Lúc đấy chưa phê lắm, nhưng mà chỉ cảm thấy là đã có một cái gì đấy, mình có một chút cảm tình từ ánh mắt rồi. Tại vì cái lúc mà mình make up mình đưa mặt ta đó là cái người make up đó là sẽ nằm ở trên nè, và hai mắt là sẽ chạm nhau, bốn mắt chạm nhau. Không phải trên dưới mà ngang. Đẹp lắm đúng không? Đẹp. Lúc đó là còn xinh xắn rồi. Cũng có sao xuyến nhẹ. Còn Quỳnh thì sao con? Khi mà con biết, lúc đó con biết anh này là tức là con đã biết anh Tuấn chưa? Lúc đấy con biết rồi. Con biết rồi đúng không? Thì con có idol ảnh không? Tức là con có thích ảnh không? Có không Quỳnh? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Thực ra là lại còn như thế này, có một chuyện mà rất là buồn cười. Tại vì là lúc đó thì vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các vai diễn của anh lắm. Nhưng mà về sau con biết là không phải. Là sao? Bởi vì chả xem phim nào của con đó mà chỉ biết con là diễn viên thôi. Là thắm ai thôi đúng không? Em có xem một phim của anh đó. Có xem phim. Nhưng mà chỉ một vài phân đoạn thôi. Con xem cả một đời ân oán đúng không? Nghĩa là người ta có mà, người ta có xem. Nhưng mà lúc mà nói chuyện thì thấy là em hâm mộ anh lắm. Em gọi là thần tượng anh lắm. Big fan, đúng rồi, big fan của phim nào của anh em cũng xem. Hóa ra xem một vài phân đoạn của một phim. Đó là cái cách của bé thôi. Cái công việc của bé nó vào, nó gặp anh nó nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè, đúng không? Không, nhưng mà con thì sao, lúc mà con make up cho anh á, rồi lúc đó con cái cảm xúc con sao? Vậy thì con cũng run đấy, có nghĩa là kiểu lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, cũng kiểu là sợ là make không đẹp rồi là sẽ bị chê, nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Không, nhưng mà nè, lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời, với một lần coi được anh ấy trên phim, và đồng thời ảnh cũng là ít nhiều gì là em cũng biết ảnh là một diễn viên nổi tiếng đúng không? Và gặp ở ngoài đời thì lần đầu tiên chạm mặt đó, thấy như thế nào? Ý chú Thuận nói là con có thích ảnh liền đó không? Con cũng hơi thích thôi ạ. Hơi thích thôi đó. Vâng. Giống như anh Tuấn gặp con là anh Tuấn hơi thích rồi đó. Nhưng là cả hai đứa gặp nhau đều hơi thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Vâng, sau đó thì là em chủ động. Là cách đó là bao lâu? Sau đó chứ, sau đó bao lâu? Sau đó chắc là khoảng 1-2 ngày rồi. Là chủ động liên lạc liền, rồi đi xem phim. Nhưng mà nói chung là khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Đi trên đường thì ngồi cách xa. Tại lúc đấy các con, em đi con chở xe máy hả? Con chở xe máy, ngồi cách xa một đoạn. Rồi vào dạp phim thì cũng chỉ xem phim thôi. Nhưng mà cái ngày đó cô ấy trưng diện có đẹp không? Hôm đấy thì style đồ của vợ con là như thế nào? Thì cũng kiểu hơi trẻ con. Thực ra là sau đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con ấy. Nó cũng bớt thích đi một chút ạ. Cô ấy, cô người ta mới 21 tuổi mà. Cô lúc đó là mới 20 đúng không? Đâu, lúc đó là cách đây mấy năm rồi? 20 mới đây à?
vừa bước à, đúng không? Vừa chuẩn bị bước qua 20, lúc đấy là nếu mà chính xác là còn là mới 19 ấy. 19 mấy, gần bước qua 20. Ủa thế lúc đó là con chưa có bồ luôn ấy. Vâng. Thì lúc đó là con chưa có bồ luôn. Chưa có bồ luôn. Thế là gặp bạn này luôn. Dạ. Bạn này mối tình đầu đúng không? À không, tức là cái khoảng thời gian mà đến với cả bạn ấy thì là Quyết đang tự do. Đúng rồi, đang tự do. Là lúc đó là lúc đó mình đang quay phim đó hả con hay sao? Đấy là con quay xong rồi. À, đã quay xong cái gạo nếp rồi. Dạ vâng. Oh. Ủa nhưng mà Tuấn, ngày hôm đó cô mặc đồ sao mà Tuấn lại không đấy là còn bớt cái hứng thú. Mùa đông ạ. Em nhớ là hồi đó là tháng 11. 12. Cuối tháng 11, gần đầu tháng 12. Đông rồi, đông rồi. Vâng, thì nói chung ăn mặc rất là kín đáo và make up thì cũng không mất luôn ấy. Gần như còn không make up luôn rồi. Thì tức là đi chơi rất là kiểu bạn ấy cũng thoải mái tự nhiên, tức là được một cái là em cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là không quá là trưng diện, khi mà mỗi lần gặp nhau thì rất là đời thường, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái bữa đó là Tuấn đến đón cổ hay là dạ, hẹn vâng nhau lúc đó, đó em đến đón có gặp phụ huynh không? Dạ không ạ. Tại vì là lúc đó là vợ em thì quê ở tận Lai Châu ạ. Tức là rất là xa. Ở trên này ở nhà thuê đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Bạn ấy ở nhà trọ. Thì vợ em đấy thì đi xem phim rồi về thì cũng đi ăn. Và sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về, rất là nói chung là rất là cuộc hẹn nghiêm, rất là trong sáng, tức là nghiêm túc và trong rất sáng nghiêm túc, kín trong cổng sáng. Cao tường dạ. Tháng 11, gần tháng 12 rồi mà hở dạ hang nào được, tại vì viêm họng có chết bệnh phổi nữa đấy. Rồi sao rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không, hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không? Tức là có, tức là sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi chơi ngày đấy đầu tiên đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Thì mình cũng rất là lúc ấy cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Mà thực sự thì lúc đấy là con rất là cũng chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng là trong không, sáng rất thôi. Là trong sáng ạ. Và thế là khi mà vợ em ra đón rồi lúc đấy thì lại mặc một bộ đồ bó sát, lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn này, ôi sao trong không, trong đầu mặc, mình vợ em mình có mặc áo khoác mà không áo khoác, nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong tức là đồ ngủ đấy, nhìn thấy hết các đường cong đấy. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này? Sao lại mẩy nhở? Nó mẩy. Mẩy. Tiếng Bắc á, mẩy là nó hấp dẫn á. Mẩy. Nhìn nó là hấp dẫn á. Và rồi em lên nhà nằm nghỉ. Sau đó thì cũng... Rồi sao? Mọi thứ cũng bắt đầu mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần. Rồi là ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ôi, ông Kim ông mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà Quỳnh ơi, dạ, cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy nói là lên nhà mình nghỉ ngơi đó, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ cái gì không? Lúc đấy thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng thôi. Có nghĩa là anh ấy bảo là anh ấy quay phim gần nhà thì lúc đấy là lúc 5 giờ, hơn 5 giờ chiều. Thì là đấy, lúc đấy anh ấy bảo là cho anh về nghỉ một tí, nhờ một tí được không, tí anh lại phải đi quay tiếp. Thế là con cũng đồng ý, con cũng hồn nhiên. Thương người đúng không? Thương người. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Sau đó là chính thức yêu nhau. Chiều hôm đó là ở luôn, sáng hôm sau. À không, sau đấy là em có phải đi làm tiếp thật. Nó phải đi quay chứ. Sau đấy lại đi quay tiếp. Chà, đêm đó cho Quỳnh khó ngủ lắm luôn Quỳnh. Nhớ Nhung ảnh đúng không? Rồi hôm đó nó quay qua đêm không hay là quay đến mấy giờ? Con quay đến muộn, đến 11 rưỡi 12 giờ. Mà tại sao không? Sao con quay về phòng trọ. Mà lại quay về nhà mình. Mệt quá rồi. Thôi ta về nhà ta thôi. Vừa mệt lắm rồi. Mệt và thứ hai nữa là ở Hà Nội thì gần như là con không đi đêm. Từ rất là lâu rồi, từ khi tức là nói chung là không phải là mình sợ bố mẹ hay như đó mà con cảm giác như là sau khi mà mình không về thì bố mẹ rất là lo và mẹ con thì lại có nhiều bệnh. Và khi mà con ở trong Sài Gòn thì cũng có một cái biến cố rất là lớn mà con phải chuyển hết công tác từ trong Sài Gòn để ra Hà Nội là vì là mẹ con bị bệnh. Mẹ con bị u nang màng não. Tức là trước đấy mẹ con đã mổ u ngực 2 lần rồi. U ngực là u lành, sau u ác. Và tức là từ mẹ con lại bị bệnh suy nghĩ nhiều nữa. Chính vì thế mà cái chuyện mà đi chơi thứ con là luôn luôn là
về trước 12 giờ. Đúng rồi, có giới hạn. Rồi là đến khi mà cái chuyện là mẹ con bị u nang màng não nữa thì con quyết định là quyết định ở nhà luôn. Mình phải chuyển công tác, chuyển qua. không thể nào mà làm việc xa nhà nữa. Tất cả là vì lo cho mẹ. Dạ, đúng rồi. Và cũng là muốn là một cái sự sẻ chia động viên với mẹ. Dạ, đúng không? Rồi sau đó có đi quay, mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Dạ. Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? À, thực ra thì sau đó thì em cũng bảo với cả vợ là thôi bây giờ anh cũng đi làm rất nhiều, thế là em cũng một tuần thì khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Và em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là đây là bây giờ con đang yêu bạn này và con cũng muốn là đưa bạn đi về nhà ở. Thì vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được, vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa, cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở mà bố mẹ thì chưa được gặp. Thì cho nên là bố mẹ cũng sẽ rất là lo, cho nên là hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì ở nhà trọ. Nhà trọ. Thế là mẹ vui không? Lúc mà mẹ gặp con đưa Quỳnh về mẹ vui đúng không? Dạ. Xinh xắn quá cơ. Thế mà không, nhưng mà thực ra là Tuấn nó rất là nghiêm túc á trong cái việc mà đi làm, cũng giống như là trong các mối quan hệ trong anh chị em trong đoàn. Tại vì suốt 2 năm ròng rã với tụi nó mà. Ở trên đứa nào như nào là cô biết hết. Đấy. Thế thì coi như là về thì mẹ cũng vui. Thế rồi bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau một năm ạ. Một năm con và vợ yêu nhau thì nói chung là cũng có nhiều biến cố mà. Vì biến cố là chung là lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế. Trong tình yêu thì đôi khi mình cũng không chín chắn nhiều cái cho nên cũng đôi khi là cũng cãi vã nhiều. Rồi vào một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà trọ mà nhận nhau đúng không? Dạ. Sao thì vậy? Sao vậy? Cho Quỳnh nó nói coi. Quỳnh, tại sao vậy con? Lỗi con cô ạ. Sao? Nghĩa là trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, cũng có quen một bạn thì nhưng mà cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi ạ. Thì đến cái lúc mà bọn con cãi nhau thì con bắt được là anh ấy thả tim cái video TikTok của cái bạn đấy. Và trong khi đã yêu nhau được một năm thì là xong rồi con nghĩ kiểu con lúc ấy rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Xong đấy là bọn con cãi nhau to và con bỏ đi 3 ngày luôn. Thì đó. Vâng, lần đấy là căng thật. Ở trong 3 ngày đó là Tuấn có đi tìm bạn gái không? Dạ, cũng hay là im luôn? Cũng có, tức là 2 ngày đầu tiên thì im ạ. Đến ngày thứ 3 cũng cố nhắn nhưng mà nghe chừng là căng thẳng quá. Thì vợ em mới bảo là chiều hôm nay về lấy đầu nốt đi. Thì lúc đấy có nghĩa là dọn nhà đi luôn á. Đúng rồi. Tức là quyết định là chia tay á. Thì cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. Thường là như vậy mà cãi nhau rồi giằng co rồi à, thế này thế nọ thế kia thì ông lọ bà trai các kiểu. Mà trước đó thì bọn em cũng đã có ý nghĩ là mình thả để là làm sao có em bé, thì hai đứa cũng muốn là gắn kết lâu dài ạ. Thì cũng thả một thời gian cũng đâu đó khoảng tầm. Ủa, nghĩa là đi về rồi là phát hiện là có em bé hay sao? Không, không. Tức là chú không hiểu à? Ôi rồi anh phải nói như vậy để cho khán giả còn phải hiểu. Tức là trước khi cãi nhau, đấy, cãi nhau thả rồi và đấy thì lại không được, rồi là dẫn đến cãi nhau các thứ, là lúc đấy nhiều thứ nó vấn đề quá và vợ em thì áp lực và muốn là không quen nhau nữa. Thì sau khi bỏ đi 3 ngày thì về lại cuối cùng lại là có tin vui ạ. Nó dồn nén nhau cả 3 ngày nó không hoạt động gì. Thế thì đứa nào cũng sẵn sàng hết, tức là không. Nó cãi nhau đến cao điểm xong nó phải làm hòa. Không, nhưng mà bây giờ không thế nào. Dạ bây giờ chị vừa nói làm hòa đó thì em muốn hỏi nè. Bây giờ chắc chắn là bạn ấy phải chủ động làm hòa rồi, đúng không? Vâng. Chứ Quỳnh nó quay về nó lấy đồ thì không thể nào mà nó đồng ý liền. Thì đúng rồi. Là bạn này phải có một cái thành ý. Và cái thành ý làm hòa của anh ấy là như thế nào? Anh tự kể đi. Lúc đấy là em còn quỳ xuống. Quỳ xuống? Quỳ xuống em xin lỗi. Đâu em nói sao đâu? Lúc đấy là em thực sự là em bảo, lúc đấy em còn nhớ là em chỉ là em nhớ mang máng á. Anh xin lỗi bởi vì anh biết là mình đã sai. Và cái việc mà xảy ra thực sự thì rõ ràng thực sự thì anh không có ý gì cả. Nhưng mà rõ ràng là anh đã sai rồi. Và anh mong là em bỏ qua cho anh. Bởi vì thực sự thì chúng mình đã muốn đến với nhau, tức là không chỉ gắn kết ở cái tình cảm đôi lứa mà chúng mình còn muốn tiến tới hôn nhân. Thì em cho anh đây là lần cuối cùng xin lỗi và
Thà thiết chân thành quá, sau đó đóng cửa là luôn. Khổ thân thằng Tuấn, tức là hôm ấy là nó bấm like thôi. Nhưng mà cái tay nó to quá, tức là nó đè sang cái chỗ cái tim. Chứ không có phải chủ đích là bấm tim không. Hay thả tim lắm cô ạ. À, bây giờ là cái tài khoản nó chắc là bị xóa luôn rồi đúng không? Chắc bị chặn, chặn rất nhiều rồi. Chắc chặn luôn quá đi. Cho khi là lúc mà có em bé xong là bắt đầu kết hôn luôn, đúng không? Dạ vâng. Tức là đây chắc là cũng là một cái lỗi mà con với cả vợ con, là từ lúc mà yêu cho đến lúc kết hôn là con chưa tỏ tình. Không có một cái lời nói nào là em làm người yêu của anh nhé. Và chỉ có là yêu sau đó thì cầu hôn luôn. Bỏ qua cái câu là em làm người yêu anh nhé và là em làm vợ anh nhé luôn. Thì vợ con đôi khi cũng nhắc mà em chả hiểu anh kiểu gì mà sao hơn một năm yêu rồi đến khi cưới anh chả nói một câu, là không nói một câu nào là em làm người yêu anh nhé cả. Đùng cái là em làm vợ anh nhé luôn. Và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức mọi thứ nó đốt rất là nhiều giai đoạn, rất nhiều giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi bố anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ dục là thử đi. Đến lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật. Là có thật luôn. Vâng. Lúc đó mấy tháng rồi con? Dạ bây giờ em lúc bố thử hai vạch á. À lúc đấy là mới á. Mới có 4 tuần. Không, nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà, đúng không? Dạ vâng ạ. Vui. Là cưới liền. Đấy. Dạ vâng, cưới liền luôn, là nắm hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không? Dạ, từ khi mà em cưới vợ này, đến khi mà thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi. Thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà lo cho tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ, và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Và quyết định chăm hai mẹ con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên, không làm phim và chỉ ở nhà chăm vợ con. Thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Đúng đó, thì thực sự đấy, lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Thì cũng rất là khó khăn. Mình con cũng không nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Rồi quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ lại ít đi. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất nhiều quảng cáo. Rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại cũng có nhiều quảng cáo, rồi cũng có một cái hợp đồng là với cả bệnh viện các thứ nữa, thì cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó con lại nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn. Tức là con cái, những cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. Không là không, hay là con làm KOL luôn, là quảng cáo sản phẩm rồi cái thứ đấy á. Đi chị gì ta nghe không? Tự nhiên đụng một cái một ông diễn viên coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up. Gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào. Mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết. Trời hay quá. Và sao rồi vậy lại hay em rồi có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu 5-6 tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó. Dạ. Tả giấy, tả giết rồi em bé con á. Dạ. Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi ạ. Đấy, 3 tháng nữa là nhá, hợp đồng tả giấy này, sữa bột này. Tới là cả nhà luôn nữa. Đúng rồi. Cả nhà nữa nhá. Rồi bây giờ là đã nhận phim lại chưa? Chắc là đến sau năm ạ. Coi như cho cháu đầy năm đi. Dạ vâng. Đấy, cho con được đầy năm đi. Nếu nhiều khi có thêm đứa nữa thì sao? Nó vẫn thích có một đứa con gái. Con gái á, em rất là thích có một. Nó vẫn thích có một đứa con gái. Nếu bây giờ nói, bây giờ thì anh hỏi nè, nếu là có một đứa nữa thì sao? Thì tiếp tục nghĩ nữa hả? Chắc không, lúc đấy thì em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế rồi. Sắp xếp đúng không? Vâng, bởi vì là mình khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm. Và mình cũng có lúc đã có kinh nghiệm chăm con rồi. Khi mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là thôi mình cứ đi làm đi. Có kinh tế rồi là thuê giúp việc, rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được. Nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó cứ dần dần nó vụt tắt, nó cứ mất đi dần, bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm. Rồi khi em bé ra đời thì mình thực sự là đến khi mà vợ con mà đôi khi là thay bỉm thay nó lóng ngóng, em con còn cảm thấy nhiều nhìn nó ngứa mắt thôi, vợ lui ra để anh làm. Là ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất, con là người ru, riêng mình con là ru em bé ngủ được. Ở nhà đôi khi là bà ngoại không ru được,
giúp việc, cô giúp việc cũng mới, cũng không giúp được nhưng mà con lại giúp em bé ngủ được. Đấy, đây nè, nó cứ gắn kết thế đấy em ạ. Đấy, hai đứa là cũng vậy đó. Cũng một tay luôn. Nhưng mà là anh là vừa làm, vừa đi làm vừa ở nhà chăm. Bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là cứ ông bà mình nói đúng, trời xanh voi xanh cỏ, nói chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo, mình không có ngược lại thôi. Biết đâu được, chả biết đâu. Nhiều khi ví dụ như là đang tính như này nhưng mà rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn thì thôi mình cũng phải đúng không? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ đúng không con? Chứ để mà mình từ chối hết cái thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều. Tuy nhiên mình từ bỏ may mắn. Đúng rồi, cái cơ hội nó tới là mình cứ thế, mình phải nắm cơ hội thôi. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Quá tuyệt vời. Đó, các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả, đúng hơn là một thành quả đó, như ngày hôm nay phải nói rằng là do mình lựa chọn hết. Đó, hạnh phúc là lựa chọn. Thế rồi. Nha. Rồi bây giờ rồi, tới cái phần kia. Lại cái phần kia con ạ, chương 2. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn lôi thôi. Có nghĩa là cái từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Rồi còn cái gì nữa? Tiếp theo là... Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu mỗi lần đi nhậu thì cũng về là cãi nhau ạ. Mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là nhậu xong á thì là có lèm bèm hay là có êm hay là ngủ? Không lèm bèm mà về nhà ngủ luôn ạ. Nhiều lúc có những hôm mà con chăm em bé bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy. Thì con rất là bực mình bởi vì là về thì đấy chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về mà đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây, xong rồi cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn. Là vừa nghe chồng ngáy vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy, là lúc này con rất là bực mình. Mà chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè hay là đi nhậu với sinh nhật ăn sinh nhật bạn bè, có nghĩa là em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà khó ai mà ru được. Mà về xỉn quá rồi sao mà ru được đúng không? Anh không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ ấy, thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Vậy hả? Ủa sao cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ? Lúc yêu thì cũng hơi lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bớt xong bây giờ bớt luôn. Không, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Rút kinh nghiệm này cũng phải khác. Rồi còn tật gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng, không ấy người ta. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn á. Hay ngủ muộn chơi game. Ngủ nướng thì thức khuya chăm con hả? Dạ có. Nhưng mà được cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn á. Thế là ngày xưa thì con hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì có con thì lại buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Con muốn là kiểu anh ngủ sớm đi, ngủ sớm đi. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có ru được con chưa? Thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ một vành đến sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi. Em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi. Bớt bừa bộn đi ha. Ngủ sớm nè, bớt lo thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không?
nhậu thì thực ra ít thôi lúc vâng chồng con cũng hạn chế. Cho bây giờ tới lãng mạn hơn một chút, con tự cảm đúng rồi. Rồi lãng mạn chút nữa đi, chút nữa rồi. Bây giờ tới Tuấn đó, cô ấy có tật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen lắm, ghen rất ghen và cũng ngủ nhiều. Ngủ nhiều thì thôi thì cái vụ ghen đó là sao? Khoan từ từ đi, vụ ghen đó có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Sau khi cưới về nhiều lần ghen dữ thôi. Nhưng mà thực ra cũng là vì mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá, ngủ mơ thấy là ghen nhá. Ừ, có nhiều bà vợ không đến mức như thế. Vợ con thì chỉ đôi khi là tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ. Tức là những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi. Bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đến là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những chuyện cũ đi. Mình đang sống vì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cách cú điều gì hay ghen với chuyện cũ. Lỗi sai của anh là anh nhắc anh lặp lại nhiều lần bây giờ mới đỡ. Đấy. Nó vẫn thả tim mà con, nó vẫn thả tim nghĩa là bỏ luôn ạ, con cái đấy con bỏ luôn rồi. Bây giờ bỏ hẳn rồi, còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy không? Con bảo là anh không, em không thích như thế. Bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế mà em cũng kiểu không thích là anh người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen, anh lướt qua hiểu anh đấy là thói quen của anh, nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà thôi hạn chế đi, thôi bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ em bỏ qua. Tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Ôi, pass điện thoại, tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa ra cầm. Tức là ôi, như vậy là tôi hay vợ cho em ok là, rồi. Hai vợ chồng em mà không gần như là không có cái thật ra, cái gì giấu. Thực ra bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con nè. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi, thì những cái chuyện cũ đấy nó chuyện đâu cũ là đó, bỏ qua đi. Thế cô là cô không biết nó đóng những phim khác như nào, cô không biết nhá, nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè, là cái thì cô thấy là Diệp Tuấn á, là cái người mà rất là đúng giờ đúng giấc, làm việc rất là nghiêm túc trong cái trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu, tức là gọi không có đĩ mồm đâu. Vâng. Đấy, thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Vâng. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi. Vâng. Cô không có hỏi chuyện đó, nhưng mà cô thấy là cô nói à chắc nó có người yêu ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm. Đó, thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa, trời con xinh như thế. Con vừa xinh này, vừa trẻ này, vừa giỏi này. Nổi tiếng mắc nữa. Mắc mớ gì con phải ghen. Bây giờ con đỡ rồi cô ạ. Đúng không con? Mắc mớ gì con? Con phải để người ta ghen với con chứ, việc nghĩa gì là con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai, không công khai trên mạng ạ. Thì là chỉ có gia đình bạn bè của con lúc biết mà thôi. Yêu thì con cũng có nói cả đấy. Vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình trước, tức là khi mà cưới thì không nói, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân con không muốn vợ con bị những cái người mà những người mà fan họ quá, nhưng mà đó là trước đây. Dạ vâng. Không, bây giờ thì thoải mái thoải mái rồi. Trời. Đấy, cho nên con đừng có dại gì mà con ghen hết. Yeah. Đó, cô nói thiệt đó. Tại vì con phải để người ta ghen với con. Hiểu không? Vâng, đấy là ngày xưa quá. Thôi bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi. Còn bây giờ nè. Đó, thật sự là nãy là Tuấn cũng công nhận luôn. Dạ. Là mình cũng không có quá lãng mạn. Dạ. Và cũng không có tỏ tình nữa cơ. Không tỏ có tình nè, tỏ tình là tỏ tình. Không có tỏ tình với cô ấy, đúng không? Dạ. Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn. Đó, thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son trên sân khấu này, đó, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Đúng rồi. Chưa? Đúng rồi. Đấy, cho tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy. Đấy. Vợ tôi đây. Đứng lên luôn đi. Đấy. Đây là vợ tôi đây, cái Quỳnh đây. Vợ. Con đứng lên để cho thấy phọt con. Đẹp mà.
Thì trong thời gian mà mình yêu nhau này, cưới nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi, nhưng mà anh rất là cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau. Và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Ok. Trời ơi, quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui nữa. một bà mèo nhí. Đó, một bé mèo gái ha, trong năm Quý Mão này. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc, để cho tất cả khán giả thấy được rằng các bạn đã có được ngày hôm nay một cái tình yêu, một cái niềm hạnh phúc đẹp như thế này. Đó chẳng qua đó là sự lựa chọn, và hạnh phúc đơn giản là lựa chọn. Rồi, xin cảm ơn.